Rồi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Tí Tiền Tỷ. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với series sinh tồn hậu tận thế zombie trong phần chơi Sếp Anh Đây Tôi Đây. Và tình hình đó các bạn, là mình đang, trời trời mưa nữa hả. Mình đang ở bên cái khu vực vùng đất chết các bạn. Chỗ ông bán hàng nè, ở phần trong kia là một cái thành phố rất là lớn. Mà ở những tập trước các bạn, mình có một chuyến đi khám phá đó. Mà qua phía bên tới đây thì buổi tối thui à, lúc 12 giờ đêm á, cho nên là chưa có khám phá được. Hôm nay mình mới vừa quay trở lại nè. Chỗ ông bán hàng thì lần trước đánh con gấu vẫn còn ở đây nha. Rồi trời ơi, mới qua tới phía bên đây thôi mà trời mưa tầm tã hết rồi. Bây giờ thì có nên ghé ông bán hàng không đây hay là vô luôn? Thôi chắc là mình sẽ vô trong luôn đi bạn, vô trong để khám phá luôn chứ để lát nữa tối á, vô trong cái thành phố nó sẽ trở nên rất là nguy hiểm, tranh thủ còn sáng nha. Chạy qua tới phía bên đây thì bây giờ thì 10 giờ mất tiêu rồi, vô khám phá chắc là một hồi tới 12 giờ đêm luôn á. Coi như là một cái thử thách đi ha. 12 giờ đêm đi khám phá một cái tòa lâu đài hay là một cái công ty gì đó các bạn. Lần trước thì tối quá cho nên chưa có nhìn được. Và zombie nè, ống lửa, bà mập đồ nữa ha. Để em né ra luôn. Đây nè, cái này không giống cái lâu đài đó, nó giống giống cái công ty máy móc gì đó hiện đại trong á. Mà chỗ này quẹo qua phía bên đây là mình sẽ đến được. Đây, cửa trước của cái công ty nè. Mà gấu đồ nữa hả, zombie nữa nè. Rồi trời trời, chỗ này là chỗ để xe nữa bạn, mình sẽ ghé qua phía bên đây luôn ha. Đậu xe một cái. Ây da, có ông mập nữa ha. Ông mập bấm. Bắn nè, bắn nè. Và trời 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 trời, khu vực thì đúng vùng đất chết luôn á. Còn là zombie nguy hiểm không à. Và mình hơi bị lạnh ha. Ok, tự hết. Mình không dám sử dụng súng trong thành phố, sợ tụi nó ào ạt tới tấn công mình á. Ổn rồi đó đúng không? Núp ở chỗ này cái. Cái này có nhiều xe quá. Mình sẽ có okay, đồ đồ cắt bớt trong này đó, bình xăng đồ nè, lốc bít chắc phải đem theo, cái kíp mình cũng đem theo nè, đạn đem theo, lốc bít đem theo, bờ lốc đem theo. Cái này thì mình tính đem đi để tháo gỡ đó bạn, cho nên đem theo luôn đi ha. Tháo gỡ ngoài này có xe nè, nhưng mà giờ công ty chắc là nhiều lắm á. Cửa bên đó là cửa trước ha, còn phía bên đây thì cái này được lắp bằng kính ha, nhìn cao lắm, rình rình vô phía bên trong mình thám phá được. Ngoài này mưa quá. Thầy đi ở phía đằng sau vô, con gấu chứ nó không phát hiện ra mình đâu. Đóng đóng cửa thằng cha. Ủa, mình sẽ lén lút vô phía bên trong này, ngồi xuống để không gây ra tiếng động nha. Cầm cái gì cua đi, bật cái đèn lên cho sáng cái nè. À, trên có gì không? Thầy có đồ, trời ơi, lút mấy cái ghế luôn. À đây đây đây, chết hả? Hình quá đẹp lèo lóc bít. 10 giây 10 giây 10 giây chết này, chết nhỏ á, chết này chắc là quầy thu ngân, chắc là chỉ có cũng có tiền thôi. Trời hư rồi, trời đến cái đoạn cuối này kiểu nó khó đó bạn, nó hay bị hư liên tục lắm. Ở đây rồi, trời ơi, có đạn rồi hả, không có tiền. Đây có mấy tủ này chắc đựng giấy rồi thôi, tủ hồ sơ đựng giấy thôi. À, bây giờ khám phá luôn mấy cái đồ linh tinh thôi mà. Bên đây cái công ty này nó được rào trắng kỹ lưỡng dữ hơn. Ở đây có đường đi nè, cánh cửa này tránh tình trạng bị móc lớp. À đây 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 đây, thấy rồi các bạn, mày là bưởi, mấy con kia có phát hiện ra mình không? Rồi luôn, tới nữa rồi, chạy 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 chạy, đóng cái cửa lại phá. Mày hả mày, ok chưa, bị phát hiện rồi. Đây có máy bán hàng nha, phải chế cái ghế này luôn cái. Ok, bao giờ thầy bị phát hiện ở trong này tủ quần áo, tủ xương không vậy? Còn bị khóa luôn à. Tủ lạnh. Phía bên ngoài này thì đi ra khung viên các bạn. Chỗ này là chỗ bàn ghế để ngồi chiêu chiêu cà phê đâu nè, cho nhân viên trong công ty á. Đóng cái cửa lại luôn nè. Bên này có thùng rác, có tủ đồ, nhưng mà tủ này mở hết rồi. Đây có mấy cái này. Đó, lấy được thêm một mớ nước. Đồ bị hư, đồ cái kiểu nữa, lút đại đi, cái nào không cần thì mình sẽ dục bỏ loại ra bớt. Đây có tủ lạnh là tháo luôn, tháo mấy cái tủ ở đây thì mình sẽ nhận được rất là nhiều mấy cái động cơ motor á. Cái này lấy được phế liệu không, cái này cũng được phế liệu luôn. Cái cửa này thì quá mất tiêu rồi. Đúng rồi, đúng rồi, có đường đi, có đường đi, mình có thể nhìn xuyên qua cái lớp tôn, mình có thể thấy được đường đi nè. À, cái này là một cái băng chuyền các bạn, để đóng gói hàng quá nè. Chỗ này thì tạm thời mình chặn lại để kháng mấy con zombie. Đứng dậy bà mập.
Ok, về chợ nhanh đi. Chợ đóng gói hàng hóa nè. Tổ công ty sản xuất đồ. Trời, dây chuyền đồ nè, đó. Nhanh đi, nhanh đi. Thấy hết, thấy hết. Đại bây giờ thì vô tư rồi. Trời ơi, còn một đống nữa nè. Lấy cái dùi cua ra, mình cảm giác đập cái dùi cua vẫn đã tay hơn các bạn, nhìn nè. Đó, phải vậy chứ. Hết stamina thì mình lấy súng ra. Đập bằng dùi cua đánh mấy con zombie nó mới đã tay. What? Bị nhiễm phóng xạ luôn hả? Ôi ơi. Ây da, đây rồi, có thêm một cái túi đồ nữa. Ok, ôi ôi. Ồ, phòng chống phóng xạ đồ nữa nè. Đồ ăn thức uống đạn dược cái kiểu. Quá nhiều luôn á. Đây là một cái băng chuyền. Phía bên đó là máy móc phòng máy nha. Bên đây là chỗ đóng gói hàng rồi nè. Oh, thấy có đồ phía bên kia đó bạn, có zombie rồi nè. Đóng cái cửa này lần cái. Đi vào một phía bên đây đúng không? Phải phải phải. Nghe tiếng có zombie kế bên mà. Đó. Chơi cái búa, chơi búa. Đó. Mấy này phải búa. Búa đánh ao e cho nó rộng. Còn một con lẻ đó, một con lẻ. Ông mập luôn nè. À, chưa chết nữa hả? Ok. Đây có mấy ghế à, thôi. Chủ yếu loot đồ xịn thôi á. Còn mấy cái phế liệu thì loot đâu cũng được á mà. Vô công ty này chủ yếu là tìm đồ xịn. Có mấy cái bàn lon hũ đồ nữa hả? Đá đồ nữa nè, cái này farm nhà được. Không cần phải lấy đâu. Phải chế mấy này lại đi. Rồi, tiếp là một quán luôn. À, đây đây. Mời hầm bưởi. À, đây rồi các bạn, căn phòng đồ đấy rồi. Cái này thì phải đập. Khoan. Phía đằng sau mình nghe có tiếng chân nha. Chỗ này thì đập cái này ra đi, chống zombie cái đã. Chống hai lớp cho chắc ăn. Rồi. Cái này là cái hồn chứa dụng cụ. Ồ, cái này là căn phòng chứa dụng cụ rồi. Có màu nhuộm nè. Phúc nhuộm nè. Trời ơi, cái gì đó không vậy? Phúc nhuộm nè, khó nhục đi. Mình không cần phải nhuộm súng, các bạn không cần sân súng nha. Không sân súng đâu. Ở này có mấy cái đồ hộp nè, cầm xuống dưới đi, mình ăn luôn. Có cái bàn nè. Kim chỉ là để sửa đồ thôi. Có thêm cái hũ nữa, ăn luôn. Rồi, chỉ là xong một căn phòng, không có gì xịn sò hết, toàn mấy cái đồ linh tinh thôi. Và đóng cửa lại một phát. Hình như là ra phía đằng sau công ty rồi đó bạn. Chỗ này sẵn sao nè. À, nhà ăn, nhà ăn, nhà ăn. Và nó đông lắm luôn á. Chặn cửa lại. Lấy chọc ginh nó bắn luôn. Ui. Vậy mà nó dối tay tới đây nó chơi mình luôn. Ok chưa. Lội hai con mắt lên rất là đáng sợ luôn. Ok. Ai đầy một phát đi. Phía đằng sau chứ không có rồi. Bắn là một quá. Lướt luôn. Nghe tiếng nó đập cửa rất là dữ dội các bạn. Bên đây là phòng mà. Ôi. Phòng là cái phòng gì đấy, phòng thay đồ á. Có hẳn một cái két vô trong này luôn. Và chặn là phát, chặn tới đây luôn. Rồi, cải cái két này thử các bạn. Két này bự hơn nè. Chắc chắn là có đồ xịn hơn. Mà nó cũng khó hơn nữa nè. Cái gì vậy? Nó hư liên tục luôn á. Chó lên, chó lên, chó lên. Mấy con zombie ở phía đằng sau mình nó nghe nó cào tường rồi nó đập vách dữ lắm. Bây giờ thì 1 giờ tối rồi. À 1 giờ trưa hả? Mới có 13 giờ 1 giờ trưa rồi. Vẫn chưa sao á. Vẫn còn được. Chó lên, chó lên, chó lên, chó lên. Trời ơi. Wow, ở mấy cái sập dinh nè. Sập dinh tự động các bạn. Sập dinh này mình có rồi. Phẩm chất của mình còn 5 luôn nữa. Rồi đây thì bật cánh cửa. Zombie bắt đầu xuất hiện nhiều hơn hay sao, bắt đầu mình cảm thấy nó hơi giật lắc rồi đó. Cái spawn nó quá nhiều các bạn. Ồ, một công ty này gọi là công ty ma rồi. Công ty ở bên vùng đất chết. Toàn là zombie ở phía bên trong thôi. Có đôi dài nữa nè. Đôi dài này mặc vô một cái. Đôi dài này không có giáp. Đôi dài chỉ đây là chống lạnh thôi. Ui. Đông vậy. Mình phải xử bớt mấy con zombie cho đỡ lắc á. Đau hết rồi. Nghe nó đau á. Gầm rú lên mà không thấy đâu hết hả? Đâu trên đầu của mình hay sao?
chỗ này có đường lên trên này. À đây đây đây, nó phía bên trên này các bạn, gầm gú mới sợ luôn á. Dẫn tụi nó xuống dưới này mình chơi nó, để đằng sau nha, sợ lo tập trung bắn đó, nghe tiếng bể đổ gì tầm lum trong này hết nè. Đâu có cửa lại cái ra cứu đồ kẻ từ xa luôn, nó cứu đồ lướt luôn. Mình cứ nghe tiếng đau ở bên hông mình hoài à, không có tập trung để có thể bắn được. À nó phía bên ngoài công ty các bạn, ở ngoài công ty mà cũng tham gia vô nữa. Đây là nhà bếp, chắc chắn là liên quan tới đồ uống thức ăn rồi nè. Mình có cái lon bia nè, đây lấy ra để mình uống vô các bạn, tăng đam lên nhá. Trong này tiền ha, dưới này thì hết rồi, bên này tủ lạnh thôi, đi nhanh luôn các bạn. Chứ rồi tìm đồ xịn chứ còn mấy cái đồ ăn đồ uống nhà mình đầy ra rồi. Đây rồi, uống vô một cái đó, bơi liền bơi liền bơi liền. Một hit nè, hai hit nè, ba hit, và có con cần cần ở phía bên trên. Ok, và tới đây tới luôn mấy đứa. Đúng rồi đúng rồi, nhào vô cái búa ra nè. Chạy 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 xuống dưới, chạy xuống dưới, từ 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 từ, bình tĩnh bình tĩnh. Trời ơi, một phát, ấy da, hụt hụt hụt. Hai phát đập thường nè, ba phát. Đây có túi đồ lút, ui được thêm một cái máy khoan nữa các bạn. Lút nhanh quá không kịp nhìn, và phẩm chất là 5 luôn, quá đã luôn. Khoan nhà của mình cũng bị hư rồi, mình chưa có sửa lại nữa. Cho thêm được một cái nữa, ngon lành. Vậy là trong mấy công ty này vùng đất chết là hay lút được mấy cái máy cưa với lại mấy cái máy khoan nhiều lắm. Có mấy thằng nhân viên các bạn, nhân viên văn phòng nè, tỉa tụi nó hết. Kìa đó, kìa kìa, nhảy múa trong kìa. Yeah. Oh, oh man. Ôi kênh 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 kênh. Ở phía bên ngoài thì kênh kênh, đang còn trong thì zombie. Ở đây có đường đi lằng quằng. Cái túi rác nè, motor được. Lấy cái cặp dinh ra đi. Đây rồi, văn phòng. À ở trong văn phòng nó chạy ra, chạy ra thì đi hết. À còn kênh kênh này nó khó chịu thì chứ, lâu lâu nó cứ rỉa mình thôi. Kìa. Ui da, không để ý là nó nhào vô nó tấn công mình liền. Hên quá không có bị trúng độc hay trúng gì của nó hết à. À con gấu ở dưới kìa. Gấu ở dưới thì đâu có làm việc mình. À đây đây, chỗ này nè các bạn. Chỗ này là vô trong chỗ làm việc của mấy cái tên nhân viên văn phòng hồi nãy nè. Một đám luôn á. Trong này có mấy cái bài. Ôi phòng chứa nè. Lựa cái một tên thôi, phải nhục đi. Dưới đấy rồi thôi. Mấy cái bài này chỉ có giấy tờ thôi. Mà loot cũng không được đó các bạn. Có mấy chậu cây, mấy cái bàn nào mà còn mới vậy á thì lướt được, còn mấy bàn mà mình cũ cũ là lướt không được. Này để kháng lạnh nè, ôi nhà mình có áo kháng lạnh rồi, áo kháng lạnh để dự trữ cho mùa đông các bạn. Ồ có nón nữa nè, nón này thôi, có nón len nè. Thì lướt cái này được màu sắc thì mình dục bỏ bớt. Có mấy cái bàn nào nhìn còn mới mới thì được, còn bàn mà bị kéo cái học ra là không được. Bạn nghe tiếng ở bia. Ồ, con này zombie nhiễm phóng xạ thời kỳ cuối nè. Con này thì ghê lắm, phải sấy nó từ xa. Rồi gần nó sấy cho mình là bị nhiễm phóng xạ theo nó luôn á. Ok. Acid lan truyền tầm lum á. Tập game thì thay đại một phát. Đây rồi, một búa là đi. Cái này có bình keo, tủ giấy, dục bỏ thôi. Gì đồng nữa ha. Hình như là mình đang ở trên tầng 2 rồi đúng không? Đúng rồi, nãy mình lên cái dốc các bạn. Vậy là mình đang ở trên tầng 2. Tầng này thì à đi xuống tầng 1 nè. Thì ra chỗ này có cái cầu thang á. Nhưng mà bị bích rồi. Không có đi ra ngoài được, muốn đi thì phải đập. Ôi da, không đập nữa ha. Mà lên trên này là tầng 2. Tầng 2 thì mình cũng chưa có khám phá xong cho nên khám phá thêm một chút nữa đi. Chà, bên đây là khu vực máy móc nè các bạn. Qua phía này lắc dữ vậy. Ôi da, những nhân viên lao động các bạn, nhân viên máy. Đây đây, công nhân nè, đóng cái cửa lại một phát này. Đây rồi, phía đây là phòng máy, hồi nãy là văn phòng á, qua phía đây khu vực phòng máy rồi. Lập tên mập đây, đóng cái cửa lại luôn, vẫn chưa chết nữa hả, bướng dữ rồi nè. Qua phía này cảm giác hơi lắc rồi đó.
Quá nhiều zombie đang tấn công mình. Tiếp là một phát luôn. À, đây đây, nấp nè, nấp nè. Công thức hả? Ui. Sắp bây giờ thì đem về thì tôi học luôn đi để lấy điểm kinh nghiệm luôn các bạn. Có thêm một đống đạn nữa ta. Đang ở tầng 2 nha. Đập luôn cái này thử. Đó, biết ngay mà. Thấy nghi nghi rồi, trời. Bị nhiễm phóng xạ trên này trên đấy. Ok. Chết chưa? Ủi, trâu dữ vậy. Có thêm một túi đồ nữa. Phía bên đây có túi đồ chưa lút nè, lút luôn. Được tiền nha. Giấu giấu. Trong cái máy này tháo ra là chắc thầy đỡ được. Bỏ bô tô đen nhiều lắm các bạn. Mình muốn là có cái giống giống như cái này nè, để lắp vô trong phòng điện của mình, trang trí cho nó đẹp hơn. Mà cái này thì mình lại tự chế không được. Tháo ra thì toàn là được phế liệu thôi các bạn. Đây mấy cái này nữa nè. Tháo ra toàn được phế liệu thôi à. Đây, lướt luôn một quá. Có trong phần máy nhìn hiện tại chưa? Có cái này nhìn vô nó hay hay nè. Mình không cho mình chế á. Phải đi cho mình chế, mình tự chế, mình lắp vô là đẹp. Trong này kiểu gì cũng có đồ. Lướt cái này thôi, cái này dột bọt đó này. Phía bên đây là. Ủa, cái này là cái gì đây? Lò nung mà. Đúng rồi nè. What the? Oh my god, nó là zombie. Phải phải phải. Hai đạn sẵn, hai đạn sẵn. Zombie bị đốt các bạn, bị thiêu đốt. Đập nữa. Ủa, đông dữ vậy. Ok. Ui da. Ủa, phía đằng sau nữa. Ghê nha. Liên tục tấn công đây là cái bích chỗ này là cái. Ok, chặn bớt là đỡ đỡ bớt cái. Rồi chỗ này là một cái lò để nung này, có hai cánh cửa vâu hai bên nè. Đi vô phía bên này là đi xuyên luôn nè. Đóng cánh cửa là cái. Căn phòng này là căn phòng nghiên cứu hả? À, nghiên cứu hóa học ở bên đó đó. Đây 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 đây, đây. Thấy rồi, thấy rồi. Đó. Ok. Hai đạn cho cái súng, cái sọc dinh của mình cái. Bắn xong mà chưa có hai đạn. Tóc nè. Tóc nè. Ok chưa? Lì á. Bướng cứng đầu. Cứng đầu. Đấy, ồ trong kia được cách âm rất là tốt các bạn. Mấy con zombie kìa. Nó vẫn còn nằm ngủ. Vơi pha trong đó. Nhưng không có chuyện gì xảy ra hết á. Còn căn phòng này căn phòng nguyên liệu nè. Đó cái đấy. Một quá. Cảm giác đập cái này vẫn sướng tay hơn á. Đập mấy con zombie đó. Ây da. Sướng tay nhưng mà nguy hiểm lắm. Hai đạn phát. Cái cửa sắp banh luôn rồi, rồi luôn. Ok. Ok. Để tránh mình chạy móc từ phía sau, chặn lại luôn. Có khi tự bóp luôn á, chứ chạy không được, chết luôn á. Đây, ôi, có căn phòng sinh tồn nè. Ok. Căn phòng này, trước khi đại dịch zombie chắc là có người ở trong này. Có người ở trong này chắc là phải. Đồ, 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 đồ. À cái bẫy, cái bẫy, cái bẫy, cái bẫy. Ok, chặn ra liền. Giờ đây, ra đây, ra đây. Giờ ra đây. Búa rồi đi. Ra đây. Quấy lên luôn nè. Đồ luôn, ở trên còn đông lắm luôn á. Lướt trước tính gì tính. Ê, công thức chứ thảo cà phê nha. Học luôn, học luôn, học luôn. Học luôn để lấy kinh nghiệm đi. Giờ mà đem ra phía bên ngoài bán nữa thì mất thời gian lắm. Chưa học luôn. Ok. Chặn lan phát. Trên đó chắc là hết rồi đó. Ở trên này nó một cái tầng nó sập xuống á. Có rất là nhiều dơm. Đây có không? Cái tên của công ty này các bạn. Như vậy sắp hả? Dứt luôn đi. Modify. Tăng đam lên nè. Cái này cho cây dùi cua các bạn. Đây thì có đường lên phía bên trên nữa. Lên được luôn nè. Lên trên này là lên nè. Ồ, zombie ở phía bên ngoài à. Lên trên này hình như lên tầng 3 rồi. Cái này có cái cầu thang tạm bợ quá vậy. Thôi, đi xuống phía bên dưới trước cái đã. 17 giờ nữa. Bây giờ mình phải làm một chuyến đi xuống phía bên dưới. Đi xuống đi. Đi cấp đồ cái đã các bạn. Chà, trung tâm tầng ở dưới này á. Cũng là tầng máy luôn các bạn. Hồi nãy mình chưa có khám phá tầng dưới này đúng không? Và ra phía bên ngoài. Đây đây đây. À đây, ra. Trước cửa công ty rồi các bạn. Chỗ con gấu hồi nãy nè. Gấu hồi nãy có dí mình không vậy?
chạy trước hả? Ôi ôi, zombie nó tấn công các bạn. Ủa trong nhà máy nó ùa ra. Và con quỷ cần cần. Sửa con cần cần trước đã. Nó ùa ra luôn. Vậy là cái này ở phía đằng sau công ty, còn cái kia là ở phía đằng trước. Chạy luôn chạy luôn chạy luôn. Hai đạn phát đi. Hai đạn cho mọi thứ ngon lành. Rồi hủ sẵn cây sập gân cũng đã có được đạn rồi. Đây nè, cái này là ở phía đằng trước. Vậy lấy cửa sau rồi. Cắt hết đội và xe của mình. Yêu con gấu ở phía đằng trước cũng có một con nữa nè. Chắc phải xử con gấu này luôn, quá ở đây nguy hiểm quá. Xe của mình để bển nó chứ. Tìm chỗ nào nó đứng cho ngon ngon nữa. Mình tỉa con gấu. Đây đây. Đây rồi. Lấy con gấu cho con gấu chết trước đi. Con vật an toàn hơn. À, nó bị dướng thôi. Gấu này nhìn nó lù đục. Ôi chết rồi hả? Ok, trời ơi, đơn giản mà. Không có gì quá khó đó. Rồi, cắt xe, cắt đồ cho xe. Chắc là phải làm thêm một cái rương nữa, chiếc xe này của mình không đủ chỗ chứa đâu. Xe này của mình cái rương hơi nhỏ. Mình sẽ cất đạn vô đi. Quá trừng quá đất luôn. Súng nè. Mấy cái không tự phát được thì mình cứ cất vô trong cái xe của mình bớt. Mình sẽ chế tạo một cái rương đại đi ha. Để đây luôn. Bỏ vô cho nó gọn hơn nữa. Đây, để đây đi. Rồi, cất hết vô trong này. Đồ ăn thức uống chỉ cần có khoai tây với nước này là được rồi. Còn trên xe này thì lấy theo cái lóc bít theo nè. Lấy theo thêm đạn nữa. Rồi còn có gì nữa không? Chắc là đủ rồi các bạn. Không cần nhiều nữa không? Cứ nghe tiếng chân ở đằng sau lưng. Đây lấy theo cà phê theo đó đi. Uống vô có gì tăng sức lên. Chạy cho nhanh chứ. Ok. Quay trở lại với công ty thôi. Hồi nãy ở phía đằng sau. Ây da, ông mập. Ok. Ông mập đã ra đi. Hồi nãy ở phía đằng sau công ty là nó có. Ui, cái lỗ gì đó màu đỏ đỏ phía bên đó các bạn. Mình đập tường được không? Đây à, ui 5.000 đô bền ha. Cái lỗ gì đó lè đó lét phía bên đó đó. Chúng mình cũng an toàn không sao. Ra được. Trời ơi, hai lớp luôn. Thôi. Đi ra phía đằng sau này luôn đi. Đây nè. À, hồi nãy mình chưa có đi theo cái băng chuyền này ra phía đằng sau các bạn. Mình lủi ở phía bên kia luôn. Thì ra ở đằng sau này là có một cái hồ nước hả? Cho cái máy ở phía bên trên á. Nó công dụng gì á. Lò nung mà. Chắc cái lò này để luyện thép hay sao đó các bạn. Cho nên nó có nước ở dưới này nè. Có con gấu. Ôi. Đứng kế bên đó luôn vậy mà nó không nghe tiếng chân của mình các bạn. Mình chạy ầm luôn á. Qua đường này hay công ty chỗ này. Ôi con gấu à. Ôi, con gấu cái cửa nhỏ xíu vậy mà nó cũng chui vô được các bạn. Ảo ma thiệt chứ. Ồ, nó vô tới trong này luôn rồi. Rồi luôn, đường đâu mà chạy. Thấy con gấu trước. Đuổi con gấu nè. Ok, con gấu chết rồi. Còn mấy con zombie là thôi. Zombie lấy súng tập gần để chơi nó nhanh nhất. Ok. Có thêm một đống đạn nữa, thuốc rồi nữa nè. À, ra phía đằng sau này thì chưa khám phá hết. Vậy là sẽ cố gắng khám phá hết ở phía bên dưới luôn đi. Khám phá, cố gắng chi tiết hết mức có thể của mình các bạn. Đây nè. Phòng này là phòng chứa nguyên liệu, ở trên cũng chứa nguyên liệu. À, xung quanh này là chứa nguyên liệu hết các bạn. Chính giữa là để luyện, chắc là luyện thép rồi. Luyện thép chắc để chế tạo súng á. Nhà máy này thì có ghi là shotgun, chắc nhà máy chế tạo súng rồi. Chế tạo súng mà nãy giờ thì rút được có đúng một cây súng à. Với là một cái máy khoan thôi các bạn. Còn chưa thấy có súng nhiều á. Đạn này có nhiều thiệt á. Nhưng mà súng mà chưa thấy có nhiều. Còn là phần nguyên liệu. Nguyên liệu này nó lấy cái bịch xi măng mà để giả lập ha. Ôi. Chỗ này được xây dựng bằng kính. Kính này bao nhiêu độ bền đây? 3.000 độ bền á. Cũng được đấy chứ. Sao mình có xây dựng căn cứ chứ mình phải ốp thêm kính như vậy nữa bạn. Nhưng mà kính này nhìn hơi dơ á. 3.000 độ bền cũng được đấy chứ. Ở chỗ này, à cái khung viên. Trời, chỗ này có cái cửa sổ này mình không để ý nha. Cửa sổ này bị bể nè. Leo qua được. Vậy là leo qua được là đi vòng ở phía bên đây là đến chỗ căn phòng nguyên liệu rồi. Nãy làm phải đập cửa. Đi được ở phía bên kia. Vậy là coi như ở phía dưới này coi như là đã khám phá xong rồi đó bạn. Bây giờ thì mình chỉ cần lên phía bên trên nữa thôi. Đây là như cầu thang máy đâu. Để mình đập coi thử các bạn. Đúng rồi nè, chỗ này chỗ cầu thang máy. Để đi lên tầng trên. Và đường phía bên đây thì chưa qua nè. Đây rồi bạn. Oh. Wow.
Chỗ này một cái lò gì nè, một cái lò gì hồi nãy mình thấy ở phía bên kia, nhìn qua thấy đỏ đỏ các bạn. Lên phía bên trên ui, lên phía bên trên mới thấy nha, cái này là hình như là lên cái đường ống các bạn. Mình đứng ở phía bên ngoài mình nhìn thấy nó có cái đường ống, vậy là cái này cái ống kéo thẳng là phía bên trên á, về kiểu ống khói nha. Con này thì có đồ đây rồi, bắt đầu có những cái linh kiện chế tạo. Ơi cây bâu các bạn, cây bâu phẩm chất 6 luôn nữa nè. Đây có modify để mod vô cho cái tăng, cái này chắc là tăng cho cái xe mô tô hay xe bán tải của mình á, nó có thêm nhiên liệu. Đi xuống lên dưới này thì hết rồi, khóa cửa thì mình đập cửa luôn, phải đi vô và đập cho một cái tranh thủ clear clear clear. Ui ui, ok, được 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 được, chẳng còn xử lý được. Rồi ơi, tính chặn cửa ấy nữa nè, nữa nè, chặn cửa làm khóa. Trong này có túi khóa, có hùng chứa y tế, có thuốc, có dầu, có keo, trong này có lon đồ linh tinh. Nghe tiếng ở kế bên nó quằn quại dữ lắm luôn á, phía kế bên đây nè. Có gương các bạn, cái bên căn phòng cái bên có rương nè, mà làm sao ở phía bên đó vậy? What, đâu ra vậy? Thì ra ở phía bên trên rớt xuống à. Ok, xử lý tụi nó hết, chắc phải đi vòng phía bên kia rồi. Ok, bị điên rồi. Ok, chắc phải đi vòng qua phía bên kia để qua phía bên đó được. Dạ vòng luôn, nãy giờ vẫn còn đang lang thang ở tầng 2 các bạn, chưa có lên được tầng 3 nữa. Và 20 giờ rồi. Và chỗ này cũng bị bít luôn nữa. Bị bít thì mình sẽ đập tường luôn. Chỗ này cứng không? Ủa chỗ này có 1.000 đô bên đó các bạn, đập cho được. Đó, vô trong này là hình như là cái gọi là phòng động cơ rồi. Nè, nó có những cái bánh nhông để xoay chuyển nè các bạn. Nhưng mà có cái thùng này là chủ yếu là mình vô mình thấy cái thùng này nè. Đó, giờ lướt cái thùng. Ui, một mớ đạn nữa. Mặc dù nhà mình có rất là nhiều đạn các bạn, nhưng mà có nhiều thêm nữa thì cũng tốt, để dành chuẩn bị cho đêm trăng máu tiếp theo nữa chứ. Và đây là thang máy nè đúng không? Thang máy, giả lập cái thang máy rồi chứ không có xài được đâu. Bây giờ muốn lên phía bên trên thì chỉ có cách duy nhất là đi cầu thang bộ này nè. Đó, đây lên tầng tiếp theo. Mình lên được tới tầng 3 rồi các bạn. Khám phá nãy giờ á, ở phía bên dưới, nói chung là đồ linh tinh với đạn rồi thôi. Cái nhà máy này kiểu như thiên hướng về sản xuất súng đạn à. Trên này thì bắt đầu nghiên cứu à. What? Đi lanh quanh cái quay trở lại, thấy đâu đó nó xuất hiện ngay phía đằng sau lưng mình á. Đó. Ui, có nón bảo hiểm rồi nữa hả? Bọc búa là đi. Và uống miếng cà phê vô, ăn chủ vô. Ta coi có đồ hộp không? Tiếp tiếp là một cái. Đây, đồ hộp để mình cất hết ở đây. Bây giờ thì ăn khoai tây thôi. Khoai tây nướng. Ăn cho đỡ đói một cái. Đây có mấy chỗ nghiên cứu nè, lúa. Cửa thêm dầu nữa thôi. Và mập ha. Mập này phải sử dụng tới búa. Búa mới được. Chết chưa? Mập nè, mập nè. Ô mập. Một búa không chết nha. Búa phải canh vô cho ngay đầu á thì mới được. Và mình thấy có cái két. Tháo cái két luôn, tháo cái két luôn. Xem coi có một phát ăn luôn không nha. Mình nâng lên tới tận cái tối đa cấp độ thành master mở khóa bạn, siêu mở khóa luôn á. Và một cái nữa nè. Ok, hai cái rồi. Thêm một cái sọc dinh và modify nhiều lắm. Thêm một cuốn sách, sách này thì Lucky Looter à. Ôi, mình chưa có bạn. Tăng thêm may mắn khi mà mình loot nữa. Được ghê chứ. Mình dục mấy cái này đi. Đá luôn nữa. Đá nhà cả đống luôn rồi. Mở cái modify này thì trong mấy cây này của mình như có hết rồi, có hết nè. Cái này thì lắp vô cái dùi cui, dùi cui thì modify, lắp ga vô được các bạn, nhưng mà đang lắp dây xích rồi. Đây lắp được cái búa vô nữa nè, lắp cái búa vô định đánh nóc bắp rồi thôi, lắp cái dây xích vô thôi là được rồi. Và đây là chỗ cũng tập bắn luôn rồi, phía bên kia là văn phòng để mình đi ra thôi. Vậy là bây giờ thì lên phía bên trên thôi. Đường lên phía bên trên đi tiếp nữa nè. Nhưng mà quay trở lại một phát nữa coi còn sót cái gì nữa không nha. Chỗ căn phòng này là chỗ này mình đi lên đó. Vậy là qua phía bên đây vẫn còn đường đi các bạn. Nãy mình khám phá tầng dưới ha. Còn tầng trên này. What?
Ồ, nó kiểu zoom scare á. Núp ở trong mấy cái này nó chui ra. Đâu ra nữa vậy? Khoan khoan khoan. Để chừng sau lưng. Đóng cái cửa lại một cái. Thấy rồi. Thấy ở phía sau lưng rồi. Bên đây clear đúng không? Mở phía bên đây ra. Chơi thôi. Xong xong xong. Chỗ này chưa thấm khóa nè. Trong phòng máy. À, nó có một cái nồi ở chính giữa các bạn. Cái nồi này để đổ thép vô trong nè. Rồi sau đó hạ xuống nước để làm cho nó nguội đi ha. Hay là đúc vô thun gì đó. Để đúc ra những cái linh kiện. Đây có mấy vịt rác ha. Ở đá không à. Chỗ này ghê lắm nè. Nó thử gãy rồi đó. Đó biết ngay mà. Thấy nó quẹo quẹo xuống. Thấy nó cong vênh. Thấy nghiêng nghi rồi. Đây thì khóa hả. Khóa nè. À. Núp núp nằm nằm. Nằm ngủ nằm ngủ. Tay 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 tay. Ok. Chống cự gì nữa không? Không hết rồi. Ồ, nguyên một cái phòng máy bạn. Trời ơi, làm được cái phòng điện giống vậy là phê pha luôn các bạn. Nhìn hiện đại không? Chỗ này mà tháo ra thì rảnh rảnh đó bạn. Ngồi tháo cái này ra đem về là chắc được một mớ đồ luôn á. Nhưng mà thôi, hôm nay mình đang làm video đi khám phá cho nên là mình sẽ tập trung đi khám phá nhiều hơn. Chứ không khám phá háo mấy cái đó đâu. Đạn này hai đạn cái. Chuẩn bị cho ngon lành. Thường thường là lên mấy lần tầng mới là nó sẽ chào đón mình nồng nhiệt lắm. Đó đã biết ngay mà. Trên này toàn là nhân viên văn phòng đồ thôi. Lên trên này. Trên này bắt đầu có hiệu ứng, có hiện tượng có người sinh tồn ở trên này rồi đó. Đóng cái cửa lại luôn. Trời ơi. Văn phòng trong này có sách. Trời ơi toàn là giấy không vậy. Có bàn ghế đồ. Có chỗ ăn uống ở trên này luôn đó ha. Tích hợp sẵn luôn các bạn. Phòng này đây đầy đủ tiện nghi ghê luôn à. Nhưng không có gì để lút hết à. Hình như tụi nó bắt đầu điên loạn lên chạy nhanh hơn rồi đó các bạn. Thì đi tới đâu bích tới đó. Đó 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 đó. Chết rồi chết rồi chết rồi. Đây là cái cáp treo của cầu thang máy lên phía bên trên. Tới đây là hết rồi. Tới đây bắt buộc phải đi cầu thang bộ rồi. Chỗ này có cái cửa mà bị khóa. Nhìn bí ẩn lắm. Ồ, có đường đi xuống dưới nữa nè. Có cái này đi xuống dưới. Wow. La 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 la. Đó một nụi những luôn công nhân không các bạn ơi. Ok ok. Ôi ơi. À, lên trên này không được, lên trên này không được. Nhìn hoảng loạn lắm dưới này nè. Ok. Cái gì vậy? Ôi xong rồi. Không đúng rồi. Nhưng không sao, bình tĩnh. Bình tĩnh là được. Ở trên nó đẩy mình xuống. À, đường đi dưới này vẫn còn dài lắm. Có chỗ này hit and run được. Ok. Wow. Vẫn chưa có hiện tượng gì xảy ra với mình hết bạn. Làm cái kiếp cái. Rồi, lên lên trên lên trên. À, đi vô phía bình đây hả? Khoan rồi bro, từ từ. Ok. Rồi chạy 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 chạy. Lấy súng ra. Ống cửa là mình ra tới ngoài các bạn. À đây là cái đường ống này đúng không? Cái đường ống hồi nãy của mình thấy nó chạy lên suốt ở phía bên trên nè. Bên kia cũng có một cái, bên đây cũng có một cái ha. Đây rồi, đây rồi. Phải đã giải quyết cái đám zombie này cái đã. Đây, sắp hàng về đây mấy đứa. Một phát. Đó, còn một tên dưới kia nữa kìa. Hai đạn cái trước đi ha. Đông quá à, còn dưới nữa nè. Wow, trời ơi đất. Chỗ này nãy mình mới leo lên nè. Vẫn còn sống à. Dạ. Rồi, được rồi đó. Căn phòng dưới này thì mình chưa có hấm quá nữa. Xuống nó làm dồn dập quá cho nên bây giờ xuống một vài cái nữa. Đây, có mấy túi đồ nè. Ồ, hồi nãy làm liên lị ngợp quá. Không kịp nút đồ hay gì hết luôn á. Cà phê, đồ hộp, tái chế. Sử dụng quá. Đang vẫn còn đói. Chưa có tỉnh hẳn. Ở đây là có một căn phòng gì đây. Đó, vô trong cái đường ống các bạn. Bên trong cái đường ống nè. Mình có thể thấy được phía bên dưới luôn. Chỗ dưới có cửa nữa ha. Có nên nhảy xuống dưới không? Đặt bờ lóc ra mình nhảy xuống dưới thử. Mình quá không nghĩ chân. Rồi tới nữa rồi, tới nữa rồi.
Wow, phía bên ngoài nó đông lắm. Để thì phải thiết kế một cái chỗ để mình chạy trước rồi đó. À, chỗ này có đường đi vô hả? Đi vô và phía đây là cái lan can, cái khung viên để đi vòng vòng theo cái đường đi lan can nè. À, chỗ này chỗ cảnh gai hồi nãy nè các bạn. Nếu mà mình đạp cái cảnh gai ra thì mình sẽ đi qua phía bên đây ha. À, thì ra vậy. Để thử cái này thôi. Làm một chút cà phê vô cái đã. Bởi vì nó chạy rất là nhanh luôn các bạn, buổi tối nè, coi kìa. Nó chạy nhanh như cái gì á. Ok. Tối nó điên loạn nên nó chạy. Oh my god, à, không được rồi, không được rồi, không được rồi, chơi không được rồi. Chạy 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 chạy. Vô trong này mình đóng cái cửa vô lại liền các bạn. Ôi ôi một nùi luôn á. Đúng là cái công ty này khủng khiếp quá, cánh cửa này sắp sửa cũng bể luôn rồi. Mình thấy cánh cửa này chắc không chịu lâu được đâu. Thôi, mình sẽ hướng về hướng phía bên kia các bạn. Để lên phía bên trên thôi. Ôi quay trở lại nhìn thấy công ty chỗ đó zombie khủng khiếp quá. Ở không nổi luôn mà. Trên này vẫn khó hơn á. Đây nè. Chỗ này mình mở cửa là mình đi vòng ha, nó dữ đó các bạn. Chỗ này mình cũng đi đóng cửa lại bớt đi. Bây giờ là 0 giờ hả? Cái này gọi là thử thách 12 giờ đêm. Coi này các bạn. Ôi ôi. Thử thách 12 giờ đêm tấn công cho một công ty lạ. Toàn là zombie thôi. Đây thì mở cửa là toàn. Cho nên không. Mình sẽ không mở cửa. Mình sẽ đi dọc qua phía bên đây. Để hướng về mục tiêu của mình là lên trên đỉnh của cái tòa nhà này. Chỗ này bây giờ thì lên trên được rồi đó. Đó. Lên phía bên trên này. Trên này mình phải nhìn thấy được phía bên dưới lôi nhôi lúc nhúc ở bên dưới. Và có cầu thang lên phía bên trên nè. Chỗ này có tháp canh lên phía bên trên nữa. Hay lên phía bên trên luôn. Wow. Này nhảy qua luôn. Ok. Chừng rớt dưới nha. Đây mà rớt dưới chắc cũng đi luôn quá. Ở đây mình có thể đứng phòng thủ được các bạn. Và mấy con zombie thì nó không biết bắt cua nhảy qua phía bên đây đâu. Đứng trên này ăn khoái cho no cho bình tĩnh lại á. Đây cầu thang mình tới trên luôn nè. Lên trên trước đi. Cầm một súng thay đạn sẵn. Trên này cảm giác nguy hiểm lắm nè. Đây 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 đây. Bị một người đồ luôn á. Bên kia có một cái tháp nữa ha. Bên kia chắc là để truyền tín hiệu. Bên đây chắc cũng để truyền tín hiệu nè. Bên đó chắc là phòng máy rồi. Ở đây thì có nhiều đồ lắm. Rồi súng đạn các kiểu nè. Lút luôn lút luôn. M60 cây 51 các bạn. M249 nè. Wow, nhân phẩm 6 luôn hả? Được 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 đó nha, phải phải phải. Để coi cái đồ nào mình không cần mình. Cái nón này hả? Nón ở nhà mình có rồi cho nên tái chế lên luôn đi. Lấy phế liệu, tái chế cái lon nè, cái này dục nè. Đây rồi các bạn, cây M249 đem xuống dưới sấy tụi nó là hợp lý rồi. Sử dụng à. 800 mấy viên đạn các bạn, một băng đạn của nó là bao nhiêu đây? Ôi 58 viên nha. Mình có thể đem những cái modify từ cây AK qua được. Đây. Cây AK này phẩm chất có 4 các bạn, cho nên có 2 slot thôi để modify thôi à. Còn cây này thì có 4 slot luôn, phẩm chất 6 à, phải xịn chứ. Ok, ngon lành luôn. Cây này của mình sẽ có tay cầm nè, với thêm đạn nữa. Modify phía bên đây mình sẽ lấy tay cầm ra đi. Đó. Chưa luôn. Xem có tăng đạn lên không? Hình như cái đó là nó tăng cái gì lên á. Ờ à, cũng 58 viên đạn các bạn. Không có tăng lên thêm đó. Đây có cái rương trụi, rương nhìn xịn quá vậy. Đập mấy rương bằng gỗ trước đi. Lốt mấy rương bằng gỗ trước. Đúng rồi, rương này của công ty đấy bạn. Nó được in cái nhãn hàng, cái tên của công ty trên này luôn nè. Ở trong này thì đồ quá trần luôn. Mấy cái cuốn này học lấy điểm kinh nghiệm hết đi. Lút luôn. Ui, bây giờ thì nhiều quá rồi. Uống nước bớt. Rồi lút luôn. Dưới bên đây thì cái bóc nữa. Trời ơi, thêm một cái cung nữa các bạn. Học luôn cái này đi. Lên được level vèo vèo luôn á. Và sử dụng luôn cái này. Để lút luôn cây cung. Và tiếp lại một cái. Tái chế bớt mấy cái này đi các bạn. Rồi so rồi ha. Chắc tái chế bớt đi. Mấy cái linh kiện súng này mình để lại. Nước thì uống luôn. Bia đồ nữa nè. Đem xuống dưới để dành uống. Cây cung 2 cây luôn. Cây này chỉ giá 300 tiền một cây đó các bạn. Rồi bây giờ thì quan trọng nhất là cái này nè. À có 10 giây thôi. Cái rương này nhìn bự bự vậy mà có 10 giây á. Thôi đừng có lụm đồ. Mở khóa nè. Còn bao nhiêu cái lockpick vậy? 3 cái lockpick thôi đó.
ba cái chắc là đủ. Dư 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 rồi rồi, chết rồi chết rồi, cái cuối cùng, cái cuối cùng rồi luôn, rồi luôn, hết rồi, đập được không? Chà, 10.000 đô bên á, hết lóc bít luôn rồi. Mà cái túi súng này thì rút rồi phải không? 10.000 đô bên hơi lâu một chút nhưng vẫn được. Nếu mà sử dụng súng thì sao? Sử dụng súng để bắn cái này thì chắc là thôi, chắc hơi lâu á. Thôi sử dụng cái này đi, cái búa này là cách phá block nhanh nhất nè. Dạ, nghe tiếng, nghe tiếng đập đập cánh vô tình trời. Cái gì á, nghe tiếng mà, cái tiếng con cần cần đâu. Ôi có kìa các bạn, ở dưới kìa. Ôi nghe tiếng của con cần cần. À đây 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 nè, nấp nấp cái gì không biết đâu. Ôi tiếng súng, ôi tiếng súng mình im tai đó các bạn, do là mình lắp cái sai lầm vô á, đập bắn rất là im tai. Làm sao bây giờ mình phải xuống dưới như là lúc 2 giờ sáng bây giờ, hay là ờ đúng rồi, mình có thể ở trên này các bạn, chờ đợi tới 4 giờ sáng mấy con zombie nó đỡ nguy hiểm hơn, có vàng nè. Rồi sử dụng cái công thức vô luôn. Được vàng nha, vàng bây giờ thì thuốc men rồi nữa. Dục bỏ bớt cái gì bây giờ? À, polymer có một cái ha. Dục đi. Đó. Bây giờ nhiều thứ quá rồi. Ăn non nơi, uống đồ non nơi hết luôn các bạn. Quá trời đồ luôn á. Và còn ở phía bên kia nữa ha. Tụi nó thì ở phía bên dưới. Trời ơi kìa. Mấy 12-49 là thấy ấy, cái điểm kinh nghiệm thôi chứ còn chờ gì nữa. Đây mà mình rớt xuống dưới một cái thôi là coi như là mình đi luôn á. Mình đến đây nè. Đó đó. Này có chơi bơm quăng chắc đã lắm nè. Ồ xấy à. Im tay lắm luôn á. Xấy banh banh chân banh tay hết luôn mà. Có đạn là hai đạn cái. 1.000 mấy viên đạn các bạn, 1.300 viên đạn. Chống cự đến sáng diệt tích. Quá đã luôn. Vậy là sau này chỉ cần chế ra cái đạn bẩy thôi các bạn, để hủ đêm trăng máu tiếp theo là hợp lý nè. Đứng trên này gần như nó không tấn công mình được. Không có cái túi đồ, lát rồi nhớ xuống dưới lụm nha, lụm lấy thêm ít đạn nữa. Hai đạn gì không biết nữa, cũng là nhiều đạn lắm, bắn hết rồi. Hai vẫn còn tiếng đập đập, hình như tụi nó vướng ở đâu ở trong á. Thôi chứ chết rồi. Bây giờ thì 3 giờ sáng nha. Căn phòng phía bên đây mình chưa khám phá xong nữa. À, qua phía bên đây luôn. Nãy vô trong này một phát, một nùi zombie. À nữa nữa nữa, nó tới nữa. Hai hai anh thách. Hai nhờ vô, nhờ vô. Nhờ vô, nhờ vô. Ôi ôi. Cân hết luôn á. Chắc mày là phòng máy để điều khiển trung tâm thôi. Điều khiển mấy cái đài phát sóng ở trên này á. Để truyền tín hiệu đi à. Có cái lo phía bên ngoài nữa. À chỗ này để chỗ để đáp máy bay nữa bạn. Máy bay trực thăng để đáp đây nè. Bên đó còn cái tháp nữa. Nghe tiếng dầm, nghe tiếng dầm lên à. À phía bên đây đúng không? Ôi đông kìa, đông kìa. Xây 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 xây. Cơ hội bắn cho đã tay đây rồi. Ở đây, ở đây. Được tới luôn á. Tay như cái máy xài sinh tố luôn á. Nhảy một phát qua phía này trước. Bây giờ bắt đầu lên đông hơn rồi đó. Rồi ở dưới nó kéo lên nữa kìa bạn. Nhưng mà sắp sửa 4 giờ rồi. 4 giờ là mình hết sợ tụi nó rồi. Trời ơi rớt túi đầu dưới luôn à. Ôi ok. Càng lúc càng đông hơn. Hồi nãy thì không có lút được cái bơm nào hết. Tiếc ha. Đây thì nó bị cổng nhau lên nè. What. Hồi nãy ít mà sao giờ đông dữ vậy. Hình như xuất hiện mấy con ma nữ hay sao á. Nó chịu hồi ra thêm á. Nồi luôn. Quá là đông. Còn 1.000 viên đạn. Không sao chơi tới được. Vậy là nhà máy này nhà máy súng. Có cây M249 cho mình. Suốt ở trên nóc luôn. Ngon vậy chứ. Này đó. Qua một hồi sấy và trời sắp sửa sáng đó bạn. Bắt đầu bình minh hé lộ ở phía bên kia rồi. Sắp sửa 4 giờ sáng. Rồi. Ok. Mình đã nghe được âm thanh bình yên của buổi sáng bình minh rồi.
nhưng mà zombie thì vẫn còn, rồi nó chỉ suy yếu đi bớt thôi. Và mình có thể xuống phía dưới để tắt đèn đi, có con chó hả? Thì súng này của mình sắp hư rồi các bạn. Ây da, đạn thì còn mà súng thì sắp hư. Súng thì sắp hư thì chuyển sang AK tiếp, tập gen thì vẫn còn. Đốc cho một cái nè, bây giờ thì nó yếu đi rồi. Có con cần cần. Ôi nhảy nha, nhảy kìa, nhảy xuống biết. Ôi máy cưa luôn nè, máy cưa phẩm chất 6 luôn các bạn. Nhưng mà bây giờ thì nhiều đồ quá rồi, làm sao mang xuống dưới giờ. Phải chế mấy cái mũi tên bớt đây. Đây đây, tiếp tục, ôi nhảy lên xuống dưới nữa hả? Kỳ vậy. Sao lại chơi trò chơi vòng vòng như vậy? Trời ơi, đồ ăn thức uống rồi nè. Hồi nãy không có đem gỗ heo á. Bây giờ thì chỗ này mình có thể đi xuống dưới được mà. Từ từ mình khám phá phía bên trên đi. Bây giờ đi xuống dưới mình cắt bớt đồ cho các bạn. À dạ 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 dạ, từ 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 từ. Mời hả bưởi. Chỗ này mình có thể làm được cái cầu để lên xuống được. Chỗ này nhảy xuống dưới là tiêu. Không phải đạn, không phải đạn, tấy luôn. Cẩn thận, từ từ duyên, từ duyên, từ duyên. Không thấy bừa giống nãy nữa. Chúng sắp hư rồi. Không biết mình có cái kiếp nào không á. Hư súng rồi. Súng hư, súng hư, súng hư. Và vẫn còn nghe tiếng trình trền. Đó đó, biết ngay mà. Sắp mà. Ủa thì đạn bây giờ thì trên này nhảy xuống là đi tiêu luôn. Cái đó là phải tìm đường đi xuống theo kiểu Minecraft xuống dưới. Đó. Đó. Đó rồi. Chỗ này nhảy xuống không được, cho nên đi phía bên đây được nè. Ây da, gì vậy nè? Mời hả mời. Phía bên đây thì chỗ này xuống được. Đó, hiểu quá. Ok. Dạ 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 dạ, từ 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 từ. Rồi, xuống chỗ chiếc xe của mình rồi. Lát nữa mình đặt vlog mình leo hẳn lên phía bên trên luôn các bạn. Nãy đi khám phá mình muốn khám phá chi tiết thôi, chứ còn lên phía bên trên luôn thì ngon quá. Có con mập nữa kìa. Cây M249 này có sửa là được không đây? Ok, cất đồ bớt nữa đã. Bây giờ thì mình sẽ lên phía bên trên các bạn. Mình mới xuống phía dưới để cất đồ, tìm cái kit để sửa cây M249 mà không có rồi. Khám phá luôn cho xong cái phía bên trên này nữa. Hồi nãy mình thấy ở trên đỉnh có nhiều túi lắm mà chưa có loot được. Đây rồi, quay trở lại rồi các bạn. Loot tiếp, loot tiếp. Bây giờ thì có rất là nhiều slot luôn á. À hồi mà loot. Chỗ này có cái vâu nè, có cái cửa. Đây, 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 đây. Trong này thì cũng an toàn. Đập một phát. Kiểm tra đồ linh tinh và cầu thang lên thẳng phía bên trên luôn. Cái cầu thang ở phía bên kia thì nằm ở ngoài, còn cái này thì nằm ở trong luôn đó. Đồ linh tinh này lại tiếp tục có một cái cửa. Đường đi lằng ngoằng dữ ha. Mở ra thì nhớ đóng lại. Thánh trình. Đây, phía bên ngoài nè. Trời, trên này có một cái đúng một bị súng luôn á. Và có một cái một bưởi. Đúng có một cái modify cho cái cây dừa chui thôi. Phía bên kia thì chủ yếu là giàu hơn á. Bên kia có hai cái ống được nhiều đồ hơn, còn phía bên đây là cái chạm. Cái chạm này trên đỉnh có gì không? Thử luôn các bạn. Lên thử, lên thử. Chạm này chạm phát thanh, truyền tín hiệu nè. Vẫn còn ở phía bên trên được. Thôi không có mẹ gì hết à. Đây thì tháo cái này à. Tháo được cái lo. Cái này cứng dữ hả? Có khi nào mình tháo được cái lo phát thanh này không? Ờ, được ra phế liệu kìa. Lâu lâu được một cái motor thôi. Vậy là nếu mà tháo cái này thì chắc là nó bể luôn á. Bể luôn rồi. Thôi, đi xuống phía bên dưới thôi. Vậy là coi như mình cũng đã khám phá xong cái công ty. Cái công ty này phải nói nó lớn khủng khiếp luôn. Zombie rất là nhiều. Bên kia có những cái nhà máy như lọc dầu hay sao đó các bạn. Bên đó lại tiếp tục một cái nhà máy nữa. Ồ, cái thành phố chết này toàn là nhà máy thôi các bạn. Nhìn xung quanh toàn là nhà máy thôi. Nhà dân thì ở phía bên ngoài bìa. Còn ở trung tâm là toàn là nhà máy thôi. Vậy là khu này là khu kiểu như công ty, hãng xưởng, nhà máy đồ.
Rồi sau một chuyến đó các bạn thì mình vô công ty, cái công ty này gọi là công ty sản xuất súng các bạn, để khám phá đó. Thì mình loot được rất là nhiều súng nè, shotgun nè, rồi có cả máy quang, máy cưa được các bạn, máy cưa phẩm chất 6 luôn. Đặc biệt nhất là có cho mình một cái cây M249 các bạn. Nó kiểu như bị hư rồi các bạn, cho nên không có sử dụng được á. Chắc là trong thời gian giữa hai tập mình phải bắt đầu chuyển đồ các bạn, chuyển đồ những cần thiết á, đem lên trên xe rồi chuyển về căn cứ. Và hôm nay thì ngày 28, đêm 28 chuyển sang ngày 29 á, sẽ là đêm trăng máu. Cho nên trong thời gian giữa hai tập chắc mình phải tranh thủ mình đem đồ bớt về căn cứ của mình. Căn cứ của mình thì cách ở đây bao nhiêu mét đây, đo thử ha, 3 cây các bạn, 3 cây hay á, chuyển đồ bớt về. Còn video của mình trong tập ngày hôm nay bây giờ thì dài lắm luôn các bạn, cho nên là mình cũng phải tạm dừng tại đây thôi. Nếu bạn cảm thấy thích những video của mình thì đừng quên cho mình xin một like cũng như một đăng ký kênh để mình có động lực làm thêm những video tiếp theo cho bạn cùng xem đó nha. Còn bây giờ thì bye bye.